Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoa Tết ở Nam Bộ. Thưởng hoa là một thú vui tao nhã có từ lâu đời của người Việt. Từ ngàn xưa, hoa đã được coi là thông điệp của tâm hồn, là biểu tượng của cái đẹp. Và mỗi dịp Tết đến xuân về thì mỗi nhà đều tìm về những khóm hoa, những chậu cây cảnh đẹp để trang trí trong nhà với một ước vọng là một năm mới thật là tốt lành và may mắn. Ra đời không lâu so với 18 thôn vườn trầu ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, nhưng mà thời kỳ hoàng kim của làng hoa Gò Vấp là vào thập niên 90 ở thế kỷ trước. Khi đó thì diện tích trồng hoa lên đến cả 100 hecta, và cứ mỗi dịp Tết đến xuân về thì người làng hoa lại thi nhau xuống giống. Ở đây hầu như là không thiếu một cái giống hoa nào, kể cả những cái loài hoa lạ. Và cả những vùng đất được coi là vương quốc của hoa kiển như là Cái Mơn, Chợ Lách, Bến Tre, ngày Tết đến cũng tìm về đây để mua cây kiển và hoa giống. Đã có một thời, làng hoa Gò Vấp, hoa nở quanh năm, mùa nào hoa nấy. Cả một vùng đất ngát hương sắc hoa, ong bướm bay rợp trời. Người trồng hoa ở Gò Vấp ngày xưa như là những nghệ nhân cả một đời gắn bó với công việc trồng hoa. Tên người và tên hoa hòa hợp thành một ngay từ lúc khai sinh. Những ông Hồng, ông Mai, cô Lan, những cái tên được đặt như là một định mệnh. Định mệnh ấy một thời gian gắn bó với bao nhiêu thế hệ đời người chăm chút vui buồn với hàng trăm loại hoa ở làng hoa Gò Vấp. Đầu tiên là một loại hoa rất là phổ biến, đó là hoa cúc vạn thọ. Và khi mà người ta trưng hoa cúc vạn thọ ở trong nhà thì đồng nghĩa với việc cầu phúc khí, an hòa ở trong gia đình mình. Vì theo phong thủy, hoa cúc vạn thọ còn mang đến sức khỏe, sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỷ đến nhà. Tiếp theo sẽ là ý nghĩa của những chậu quýt. Cây quýt thì sẽ tượng trưng cho sự thu hoạch và khởi đầu tốt đẹp. Vì vậy, vào đầu năm mới thì chúng ta thấy rằng là trong những gia đình người Việt thường mua về trưng những cái chậu quýt với trái vàng ươm, rồi lá xanh với hy vọng rằng là gia đình mình sẽ có một khởi đầu đầy may mắn. Tất cả các thành viên trong gia đình đều được gia tăng tiền tài và vận may trong năm mới. Kể về các loại hoa trong ngày năm mới thì chắc chắn là không thể nào thiếu được, đó là hoa mai. Bởi vì hoa mai là mang ý nghĩa tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Chả trách mà nhà nào cũng có chuẩn bị hoa mai, bởi vì người ta tin tưởng rằng nếu như chọn những cái cành mai có nhiều lộc đem về nhà, và nếu như nở đúng vào đêm giao thừa hoặc là ngày mùng 1 Tết thì chắc chắn là gia chủ và cả gia đình đó sẽ có một cái năm mới đầy may mắn, bình an và thịnh vượng. Tiếp theo sẽ là ý nghĩa của hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên thì có ý nghĩa là thành đạt. Cái tên của nó thôi là mình cũng đã thấy được ý nghĩa rồi, đúng không? Chân hoa trạng nguyên trong nhà vào những ngày Tết không chỉ là làm đẹp thêm cho căn nhà của chúng ta, mà còn thể hiện cái ước vọng rằng là tất cả các thành viên trong gia đình đều thành đạt trong năm mới, thi đâu đậu đó, làm đâu thắng đó. Cuối cùng là hoa lan. Hoa lan tượng trưng cho những người quân tử và sự sang trọng. Chính vì thế cũng dễ hiểu thôi khi mà ngày Tết người ta thường trang trí hoa lan ở trong nhà. Thứ nhất là đa chủng loại và màu sắc, tiếp theo là có độ bền cao, thế nên hoa lan rất hay được trang trí ở trong gia đình của trong ngày Tết.